Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài toán số 3. Cái bài toán số 3 đó thì thầy rút ra từ cái trang 17 của sách giáo khoa lớp 10 Trong trời sáng tạo. Cái bài này nó ở trên đầu trang 17 thì các em sẽ gặp cái đề bài này. Thì cái đề bài này á nó có cái nội dung như cái hình vẽ này. Người ta cho hai cái tam giác vuông là OAB và OBC như cái hình vẽ này nè. Và người ta cho các cái dữ kiện là AB đó thì nó bằng BC, và OB á là người ta cho bằng X. Nhưng mà ở đây á là OB á thì nó lại lớn hơn AB 1 cm. Có nghĩa là AB nó bằng BC nó bằng OB trừ 1. Có nghĩa là cái đoạn OB này nó dài hơn là AB, nó dài hơn là BC 1 cm. Cái câu đầu tiên là người ta bảo mình là biểu diễn OC OA theo OB. Cái câu thứ hai người ta yêu cầu mình là xác định cái độ dài OB nè sao cho OC nó bằng 3 lần OA. Câu thứ hai là xác định OB sao cho OC bằng 5/4 OB. Đây là một cái bài vừa là đại số mà vừa là hình học, rất là hấp dẫn. Các em xem thử ra là đầu tiên á, là thầy sẽ giải cái câu là biểu diễn OC và OA theo OB nha. Biểu diễn OC và OA theo OB. Thì các em thấy như thế này. AB là biểu diễn OC OA. Bây giờ OC đây. OC đây á, thì các em xét cái tam giác là OBC. Xét cái tam giác OBC. Cái tam giác OBC này nó vuông tại B. Và nó vuông tại B như vậy thì các em có là OC. Các em có OC sẽ bằng căn số bậc 2 của bình phương hai cạnh các vuông, tức là OB bình phương. OB bình phương cảm cho BC bình phương. Cảm cho BC bình phương, đúng không? Thôi bây giờ mình giải quyết cái vấn đề là OC này trước đi các bạn. Như vậy thì các em có được là gì? OC các em viết lại căn số bậc 2, các em viết lại OB thì là bằng OB thì là bằng x. Như vậy thì OB bình phương là bằng x bình phương cảm cho BC bình phương, mà BC đó là bằng OB trừ 1, có nghĩa là x trừ 1, đúng không? Như vậy thì BC bình phương có nghĩa là x trừ 1 bình phương. Và từ đây thì các em khai triển ra, các em khai triển ra thì các em có là gì? Căn số bậc 2 của x bình phương, còn cộng cái đây là cũng là x bình phương trừ 2x cộng 1, đúng không? Như vậy thì rốt cuộc lại là OC bằng căn số bậc 2 của 2x bình phương trừ cho 2x cộng cho 1, đúng không? Đó là các em có OC. Rồi bây giờ là các em lại tính OA. Tính OC xong rồi thì các em lại tính tới OA. Thì OA đó, để tính OA đó thì các em lại dựa vào cái tam giác OAB. Cái tam giác OAB, cái tam giác này nó vuông tại A. Do đó mà muốn tính OA đó thì các em cũng dựa vào cái định lý Pythagore thôi. OA này nó sẽ bằng căn số bậc 2 của bình phương cạnh quyền, tức là OB bình phương, trừ cho bình phương cạnh góc vuông thứ hai, đúng không? Tức là trừ cho AB bình phương. Đây là hình học lớp 9 thôi chứ chẳng có gì. Như vậy thì OA, thầy viết lại OA, căn số bậc 2 thầy viết lại OB, mà OB bằng x, như vậy thì OB bình phương bằng x bình phương trừ cho AB vẫn là x trừ 1. Như vậy thì AB bình phương có nghĩa là x trừ 1 bình phương, đúng không? Như vậy thì bắt đầu mình khai triển cái này ra. Cái này là x bình phương trừ cho x bình phương hết. Cái này là trừ 2x, nó trở thành là cộng 2x,
Bởi vì ở đằng trước này nó có dấu trừ nha. À, trừ 2x nó trở thành cộng 2x. Rồi cái đây là cộng 1 thì trở thành trừ trừ 1. Rất đơn giản. Và như vậy thì các em có OC rồi, các em có OA rồi. Như vậy thì người ta bảo là biểu diễn OC và OA qua AB, à qua OB, mà qua OB chính là qua qua X. Như vậy thì OC ta biểu diễn theo X, OA ta cũng biểu diễn theo theo X. Như vậy thì ta các em có là cái đây là 1Y, cái đây là 2Y. Đó là hai cái đáp án cho cái câu đầu tiên. Rồi bây giờ câu thứ hai nè. Cái câu thứ hai đó thì cái này là câu thứ nhất nè, cái đây là câu thứ hai, 2A đi. Tức là xác định OB, xác định OB sao cho OC bằng 3 lần OA. Thực chất nó là xác định X thôi, bởi vì OB nó là bằng X, hiểu không? À, bây giờ OC bằng 3 lần OA. Thì bây giờ mình lấy cái kết quả ở trên này nè. Lấy cái kết quả ở trên là thay vì nói OC thì các em lại viết là căn số bậc 2 của nhá. OC nè, căn số bậc 2 của 2x bình phương trừ 2x cộng 1. 2x bình phương trừ 2x cộng cộng 1. Đó, OC. Thì OC nó làm sao mình viết lại vậy thôi. Bằng 3 lần OA. OA nó là cái này, căn số bậc 2 của 2x trừ trừ 1. Như vậy thì tới đây á, các em lại thấy rằng bên bên trái đó nó là căn số bậc 2 của một tam thức bậc 2. Còn bên phải á, thì nó lại là căn số bậc 2 của một nhị thức bậc nhất. Như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta giải cái bài toán này như thế nào? Dĩ nhiên là người ta bảo mình đi xác định OB, tức là xác định X. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, đây là giải phương trình. Tại thật chẳng có gì hết. Thì bây giờ để giải cái phương trình này đó thì các em thấy như thế này. Ở đây các em thấy rằng bên này nó là một cái tam thức bậc 2, bên này nó là cái nhị thức bậc nhất. Nhưng mà ở đây các em thấy rằng cái vế phải nó là số dương rồi. Như vậy thì căn số bậc 2 ở cái vế trái này lớn hơn hoặc bằng 0 khi ta chỉ cần là 2x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 là đủ rồi, đúng không? Như vậy là điều kiện đưa ra là 2x trừ 1 phải là một số không không âm. Và từ đây các em lấy luôn ra x luôn đi. À, x nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1/2. Lớn hơn hoặc bằng 1/2. Ta chốt cái điều kiện cho x đây. Ta chốt cái điều kiện cho x đây. X là bằng lớn hơn hoặc bằng 1/2. Rồi, bây giờ thì chỉ có việc là các em bình phương hai vế lên thôi. Các em bình phương hai vế lên á thì bên này bình phương là mất căn. Vậy là các em có là 2x bình phương trừ cho 2x cộng cho 1 bằng 9 nha, nhân với là 2x trừ trừ 1. Xong rồi các em có là 2x bình phương nè, viết lại thôi. Cái đây là 9 lần 2 là 18, 18 chuyển qua đây là trừ 18, trừ 18 dưới trừ 2 là trừ 20x. Đơn giản thôi. Cái đây là trừ 9 chuyển qua là 9, 9 dưới 1 là 10 luôn, là bằng 0 luôn. Bài toán rất là đẹp. Như vậy thì bây giờ để cho cái bài toán nó sẽ trở thành đơn giản hơn thì mình rút bớt đi nha. 2x bình phương thì mình viết là x bình phương thôi. Trừ 20 thì mình viết là trừ 10 thôi. Và dĩ nhiên là 10 thì mình viết là 5 thôi, bằng 0. Và tới đây thì các em vào Casio các em bấm ABC cho thầy. A bằng 1, B bằng trừ 10 và C bằng 5. Thấy không? Thì nó sẽ ra cái gì đây? À, A bằng 1, B bằng trừ 10, C bằng 5. Như vậy thì nó sẽ cho các em là hai cái nghiệm. Cho hai nghiệm là một nghiệm là 0.53 và một nghiệm nữa là 9.5. Một nghiệm nữa là 9.5. Như vậy thì tới đây chúng ta đối chiếu ngay với cái điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 1/2 nè. Thì 1/2 là 0.5, lớn hơn 0.5, cái đây là 0.53. Như vậy là nhận ok. 9.5 lại càng tốt nữa, nhận luôn. À, như vậy thì rút cuộc lại là để cho OC mà bằng 3 lần OA
thì OB x này nha, x chính là OB này bằng 0,53 hoặc 9,53. À, thầy viết như vậy là các em hiểu rồi, không cần phải nói đi nói lại dài dòng. Bây giờ thầy lại sang qua cái câu 2B. Cái câu 2B thầy viết qua bên này nha, 2B. 2B á thì người ta yêu cầu mình là xác định OB để cho OC, xác định OB để cho OC nó bằng 5/4 OB. 5/4 OB. Rồi thì OC đó thì thầy không biết, thầy viết là OC thầy viết là căn số bậc 2 của OC, thầy viết là căn số bậc 2 của 2x bình phương trừ 2x cộng 1. 2x bình phương trừ 2x cộng 1. Vâng. Bằng 5/4 OB. OB thì nó rất đơn giản, OB bằng x thôi. Đấy, như vậy thì cái câu 2B này các em giải như thế nào? Thì dĩ nhiên á là cái điều kiện ở đây á cũng y như là cái điều kiện vừa rồi thầy nói. Cái này là muốn cho cái này cái là cái điều kiện bài toán được thỏa đó, thì cái vế phải này nó phải là một số không âm, tức là x phải lớn hơn hoặc bằng không, nó chỉ vậy thôi. Đấy, x nó chỉ phải lớn hơn bằng không, bởi vì vế trái nó lớn hơn hoặc bằng không, mà vế phải bằng vế trái. Như vậy vế trái đòi hỏi sao thì vế phải nó phải đòi hỏi vậy thôi. Rồi như vậy thì các em bình phương hai vế lên, thầy viết tắt nha, bình phương hai vế. Thì các em có là 2x bình phương trừ cho 2x cộng cho 1. Vâng. Cái đây là 5 là 25, 4 là 16 và x là bình phương. Bây giờ để mà giải cái câu này mà cho nó rốt ráo đó và nó đẹp đó, thì các em chuyển như thế này cho thầy. Các em nhân 2 vế cho 16. 16 nhân cho 2 là 32 x bình phương. 16 nhân cho 2 là 32 x. 16 nhân cho 1 là 16. Bên này nó là 25 x bình phương. Vâng. Bây giờ dĩ nhiên là các em đẩy cái 25 qua bên kia. 12 mà trừ 5 á, thì còn 7. 3 trừ 3 hết, 25 với 7 là 32, đúng rồi, 7x bình phương. Rồi cái này là trừ 32x và cộng cho 16 là bằng 0. Các em có được một cái phương trình bậc 2 y như là ở dưới lớp 9. Mà dưới lớp 9 là các em viết là lập biệt số delta này kia khác nọ. Bây giờ các em chỉ cần bấm máy thôi. Ở đây cũng không ai đòi hỏi các em phải làm ba cái chuyện mà của trẻ nhỏ nữa. Không. Bây giờ 7 trừ 32 16. Các em nhập vào cho thầy. 7 trừ 32 7 trừ 32 cộng 16 thì nó ra là gì? Sao mà thầy làm tùm lum ở trong này đây? Thì như vậy thì bấm máy nó ra là hai cái nghiệm, đó là một nghiệm đó là 0,57. 0,57. Một nghiệm nữa đó là 4,08. 4,08. Và các em thấy là như thế này, cái điều kiện ở đây chỉ là x là một số không âm thôi, mà cả hai nghiệm đều là những số dương hết. Do đó các em cũng nhận luôn 0,57 và 4,08. Như vậy thì các em nói là OB, thấy không? Người ta bảo là mình là xác định OB mà. OB nó bằng 0,57 hoặc là OB nó bằng 4,08, dĩ nhiên là cm nha. Còn bên này cũng vậy, bên này là OB là 0,53 hoặc là OB bằng 9,5 cm. Và cái bài toán của mình cũng nhanh chóng kết thúc tại đây. Chúng ta nhanh chóng chuyển qua cái bài 734.